chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Surface Việt và mình là Hiền Phương. Surface Pen là một phụ kiện do Microsoft sản xuất. Đây là một chiếc bút cảm ứng được mệnh danh là chiếc bút cảm ứng nhanh nhất mọi hành tinh. Với thiết kế sang chảnh đi kèm nhiều tính năng hấp dẫn thì Surface Pen được coi là một phụ kiện không thể thiếu của nhiều người khi sử dụng các dòng máy của Surface. Mặc dù chiếc bút này có nhiều tính năng như thế, nhưng điều đáng bàn ở đây là nó không được đi kèm với chiếc máy Surface. Có nghĩa là bạn sẽ cần phải bỏ ra thêm hơn 2 triệu để có thể sở hữu chiếc bút này. Nếu bạn đang quan tâm đến chiếc Surface Pen nhưng vẫn đang ngần ngại vì số tiền phải bỏ ra thì hãy xem ngay video này để biết nó còn xứng đáng hay không nhé. Đầu tiên là về thiết kế. Surface Pen thì có vẻ ngoài giống như một chiếc bút bi thông thường. Chất liệu thân bút từ kim loại khiến sản phẩm khoác lên mình một vẻ đẹp sang trọng và bền bỉ. Mặc dù chiếc bút này không được làm hoàn toàn từ kim loại mà chỉ có phần thân bút mà thôi. Còn phần đầu bút và đuôi bút được làm bằng nhựa, nhưng nhìn tổng thể thì chiếc bút vẫn tạo nên sự đồng nhất giữa các phần với nhau. Ngoài màu bạc thường thấy thì chiếc bút còn có thêm 3 màu để các bạn lựa chọn, đó là màu đen, màu đỏ và màu xanh coban. Surface Pen thì có trọng lượng chỉ 20g, kích thước dài 145mm với đường kính 9,5mm mang lại cảm giác cầm nắm tốt, đầm tay, kể cả khi bạn cầm lâu thì cũng không bao giờ sợ mỏi tay nha. Tiếp theo là về tính năng nổi bật của Surface Pen. Điểm đặc biệt trong thiết kế của Surface Pen là các nút bấm. Các nút bấm này có những công năng tuyệt vời giúp tiết kiệm thời gian cho người sử dụng. Đầu tiên là nút bấm ở cạnh sườn máy, nó nằm ngay chỗ tay cầm như thế này. Bạn chỉ cần giữ và chạm nhẹ vào bất cứ đâu trên màn hình thì nó sẽ hiện ra chức năng như chuột phải. Nút bấm tiếp theo là nằm ở ngay bên trên đầu bút như chiếc bút bi thông thường. Khi bấm một lần thì nó sẽ hiện ra bảng whiteboard. Chiếc bảng này có thể giúp các bạn dùng để viết bất cứ thứ gì. Đối với đặc thù công việc sáng tạo nội dung như mình thì việc viết lách trên đây là vô cùng tiện ích. Mình cảm thấy rằng các ý tưởng trong đầu sẽ nảy ra nhiều hơn, hơn nữa còn mang lại cảm giác chuyên nghiệp và sang trọng. Việc trải nghiệm viết bằng chiếc bút này có cảm giác y hệt như chiếc bút thật được viết trên giấy, chứ không phải là chiếc bút ảo viết trên bề mặt kính. Khả năng viết trơn tru, độ trễ thấp hơn chỉ 0,1 giây, nhờ đó mắt bạn sẽ không thể nhận ra được sự ngắt quãng hay là cái độ trễ giữa thao tác và đường mực, giúp mang lại một cảm giác chân thực nhất có thể. Nhiều lúc mình còn nhầm tưởng rằng đây là một chiếc bút viết thông thường chứ không phải là một chiếc bút ảo đó. Thêm vào đó, cấp độ lực của Surface Pen mới là 4096 cấp, gấp 4 lần so với Surface Pen cũ được trang bị trên Surface Pro 4 và gấp 16 lần so với phiên bản Surface Pen ra mắt cùng với Surface Pro 3. Microsoft thậm chí còn khẳng định rằng Surface Pen mới có độ nhạy gấp đôi Apple Pencil dùng trên iPad Pro. Bên cạnh đó, Surface Pen còn được trang bị thêm phần tẩy điện tử ở đuôi bút giúp bạn dễ dàng xóa đi những chữ viết hoặc là các nét vẽ sai. Vì thế, từ khi sở hữu chiếc Surface Pen này, mình đã không cần phải lúc nào cũng mang theo cuốn sổ tay hay giấy ghi chú nữa. Đặc biệt khi ở tab Whiteboard thì bạn có thể giữ và chọn vùng chữ viết rồi phóng to, thu nhỏ hoặc kéo vùng chọn ra vị trí khác. Điều đặc biệt hơn nữa là chiếc bút này còn có tính năng chụp màn hình. Khi chụp màn hình ở các dòng máy tính bản khác thì bạn phải thực hiện khá nhiều tác vụ gây mất thời gian. Còn với Surface Pen, chỉ cần thao tác nhấn đúp ở đầu bút giúp cho bạn trải nghiệm chụp màn hình một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn rất nhiều. Đối với những người có khối lượng công việc nhiều thì việc sử dụng giấy nhớ là rất cần thiết đúng không nào? Ở Surface Pen thì bạn chỉ cần nhấn và giữ nút bấm ở đầu bút thì sẽ hiện ra sticky note. Bạn có thể viết ngay những việc quan trọng cần phải làm hoặc là take note ý tưởng nảy sinh ngay trong đầu. Với bản thân mình thì mình thường xuyên viết ra những list việc cần làm trong giấy nhớ, nên khi thấy tính năng này của Surface Pen thì mình cảm thấy vô cùng hứng thú. Lưu ý cho các bạn là khi muốn dùng được những tính năng trên thì các bạn cần phải kết nối Bluetooth từ Surface Pen đến với máy Surface của mình. Việc kết nối như các bạn thấy thì nó diễn ra rất là nhanh chóng chỉ trong vòng vài nốt nhạc. Hoặc nếu không kết nối với Bluetooth thì các bạn vẫn có thể sử dụng được bút để viết, vẽ một cách bình thường. Tiếp theo là về thời lượng pin và cách thay. Surface Pen sử dụng pin 4A và thời lượng pin lên đến 12 tháng sử dụng theo công bố của Microsoft. Tuy nhiên, tùy vào tần suất sử dụng thì thời gian nào thì cũng sẽ phải thay đổi. Nếu bạn đang lo lắng khi đang sử dụng mà bút đột ngột hết pin thì đừng lo. Bạn có thể kiểm tra thời lượng sử dụng pin một cách dễ dàng trên máy Surface, từ đó bạn chủ động hơn trong công việc. Qua phần giới thiệu Surface Pen vừa rồi thì mình muốn tổng kết lại cho các bạn rằng đây là một cây bút rất tiện dụng, cao cấp, dễ sử dụng, phù hợp với tầm giá là hơn 2 triệu đồng. Đặc biệt với những ai là designer thì nó thực sự phục vụ rất tốt cho công việc của bạn. Hoặc nếu không thì trải nghiệm với chiếc bút này cũng vô cùng tuyệt vời. Vậy là Hiền Phương đã giới thiệu đến các bạn là Surface Pen, một phụ kiện tuyệt vời và không thể thiếu cho những ai đang dùng dòng máy Surface.
Nếu bạn có những trải nghiệm nào khác trên chiếc Surface Pen này thì hãy để lại bình luận cho Hiền Phương biết ở phía dưới nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.